chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Ngóng Bích Lăng tên đầu của em nhé. Thì như mọi người thấy đấy, thì hôm nay trời ở miền Bắc ấy bắt đầu đổ mưa rồi, mà nó mưa nhỏ nhỏ ấy. Những cái mưa này ấy, thì nó dẫn đến là rất là nhiều cái con muỗi có nó đến nó sinh sống, xong rồi nó sản sinh ra rất là nhiều muỗi luôn nhá. Thì hôm nay đến với kênh Ngóng Bích Lăng TN thì em cũng sẽ chia sẻ với mọi người mà một cái phương, một cái như kiểu một cái túi thơm ấy mà vừa trừ được muỗi mà lại vừa giúp cho mình có như kiểu thoải mái về tinh thần, và nó như kiểu là cũng giúp mình xông luôn nha. Thì như mọi người thấy đây là cây xả, và hôm nay nguyên liệu chính của nó sẽ là cây xả này nha. Thì bây giờ để biết cái túi thơm kia nó như thế nào ấy, em mời mọi người cùng em đi làm nha. Thì sẽ làm được ra những cái túi thơm xinh xinh như thế này. Ngửi cũng rất là thơm luôn nha. Thì thành phần của nó gồm có chính xác là xả này, tỏi này, và cái vỏ cam ấy. Khi mình ăn cam xong ấy thì mình sẽ lấy cái vỏ nó làm. Bây giờ để biết là làm để như thế nào để con muỗi nó bay xa, tránh xa cái túi thơm đấy của mình ra, thì bây giờ em mời cả nhà đi cùng em làm nha. Đi thôi. Mình sẽ thái xả nha, thái nhỏ ra nha, rồi tí nữa mình sẽ cho vào túi thơm nhé. Bây giờ thì mình cùng đi làm nào.